tonight. Stay here one more time. Remind me what it's like. And let's fall in love one more time. I need you now by my side. It tears me up when you turn me down. I'm begging, please, just stick around. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. Sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe, I'm sorry. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. That your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. Lạc đường luôn anh ạ. Trước em vào với cái này một lần rồi mà giờ quên mất đường. Bản 2.0 này map thay đổi không giống. À thì em đang mò luôn mà. Giờ đang mò luôn. Thế mà em nhớ là cái bản trước em đi cái này chắc cũng phải mất cỡ, có khi là vài tiếng. Quan trọng nhất là khâu tìm đường anh ạ. Tại vì là thật sự là em không biết là đi đường nào luôn á. Cái này chủ yếu là cái đoạn tìm đường này. Có khi cả tuần em không chơi ấy, thế là hôm nay vào ngáo luôn ấy. Skill các kiểu là nhìn đồ ngáo luôn. Lâu nhất là bây giờ để đi lấy cái bộ quần áo này. Tại vì là biết đường. Cái đoạn để đến đoạn này đi đâu nhỉ? Đây đây đây, vẫn đi được. Này cứ mò đây. Đặt đầu chơi là cứ đâm đầu tưởng suốt à.
lần đầu đi này. Không, chính là con này em chưa đánh được đâu. Mùa trước là đánh như đánh được con boss xong rồi xong rồi chết. Vừa đánh xong con boss xong chết luôn. Tại con boss này đánh cũng mệt phết ạ. Nhưng mà tại mùa trước là không không tải lại skill. Nên là đánh hơi mệt. Tải lại point để cộng hết vào vít thì khả năng ăn sẽ dễ hơn. Hôm nay anh đi đến map 5 thì ơi nhưng mà được cái là anh đi đến map 5 nhưng mà hình như là có waypoint mà anh đúng không nhỉ? Tức là đi hình như là đi có waypoint hay sao? Em nhớ là bản trước là có waypoint. Tức là anh đi đến cái map 1 xong là nó có tele sang map 2 luôn. Nhưng mà không biết là có không nữa, em không nhớ. Chứ mà đi đến map 5 rồi mà server reset thì đúng nhọ anh ạ. Bây giờ em lại đến đây là tắc rồi này. Đúng rồi, có tele nó cũng đỡ. Tele thì còn đỡ anh ạ. Đỡ chán. Đấy, đến đoạn này là bắt đầu lạc rồi đấy. Rồi. Chịu rồi. Xem đi được lên trên này xem. Hình như là phải dìa hết quái trong đây sao? Đúng rồi. Sao đi xét hết tê lẻ anh. Tê đúng nhọ luôn anh ạ. Tê đúng nhọ anh. Quá đen. Đây em đi map 1 thôi mà em đã lạc luôn rồi đấy. Rồi. Ra kiểu gì? Căn bản là cái chỗ này nó không tele le được anh ạ. Chỗ này nó không tele le được nó mới khó chịu. Phải đi bộ. Này sao đi? Điều gì nhỉ? Quá đen luôn này. Ô, em thề đấy. Có lỗ nào chui xuống. Chả biết tìm đường đâu. Quan trọng nhất là vẫn là tìm đường này. Không thấy đường mà đi. Đoạn này ra đi cửa gì nhỉ? À đây đây đây. Hình như đúng rồi. Như cái mê cung. Lượn mấy vòng rồi qua được anh. Tí còn con boss nữa cơ. Xong năm như này. Chưa con boss nó mới căng. À, hình như đến cái con boss đầu tiên rồi đấy. À, đến con boss đầu tiên rồi. Boss đâu rồi? Cộng nữa nhỉ? Có cộng một điểm. Hồn mana chặn. Đây rồi. Hai món rồi. Hai món là cái gì đây? Đi. Bèo. Ok. Hai món đầu tiên. Là tiếp tục đi đâu rồi? À đây như cái đoạn dưới dưới này như có chỗ qua này là nó đi lên kia không không cái le được cũng cay này tẩy lại skill tăng hết vào máu thì may ra mới ăn được. Chết rồi. Đi ra đường nào nữa sao lại sang bên này. Khó.
không sang được. Ở đây rồi. Không có chỗ. Sai đường rồi anh. Đi đường nào rồi nhỉ? Thế luôn đấy. Khó thật sự. Em đi về góc bên trái, đi giật lùi lại anh. Đây rồi anh. Chỗ này có đường không nhỉ? Góc bên trái xong bám bên phải anh. Đây đây đây. Đây. Đúng chỗ này không nhỉ? Đúng nhỉ? Vừa nhìn cái map bọn này nó hướng dẫn lòng vòng ra đấy. Vòng 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 vòng. À, trong đây nó hướng dẫn hình như nó phải đi tít bên trên cơ anh ạ. Đi tít bên trên xong rồi mới đi đi vòng lại luôn anh ạ. Em thấy nó hướng dẫn hình như là đi vòng lại luôn. Thế bọn nó hướng dẫn là đi. Đúng rồi anh. Nó thấy thấy bọn nó hướng dẫn là đi hết một vòng luôn anh. Tận bên trên cơ. Giờ như này quay lại. Bây giờ phải ra cái chỗ này đã. Đây đây đây. Cứ bám lên đây xong rồi à. Đi hết lên trên, đi hết lên trên cùng. Đấy, đến cái đoạn này bắt đầu là lại khó này. Rồi làm sao để lên góc trên nhỉ? Đây đây, cái chỗ lên này. Đây rồi. Sao? Không không phải. Đây đây. Nó loạn đấy nhỉ? Vẫn sai anh ạ. À đi hết hết hết. Ở đâu không phải. Đến tận này. À đây đây đây. Được rồi anh. Em phải đi sang hẳn bên trái. À à đây. Đến đây. Xong rồi sang. Đúng không? Xong rồi lên. Lên xong rồi sang đây. Ừ hình như đúng rồi. Hình như thôi. Đi thẳng. Quẹo xuống đúng rồi. Hình như đúng rồi. Hình như không chuẩn. Đến đoạn nào không dễ nhỉ? Đến đoạn này dễ. Một tuần rồi ấy. Hình như có khi một tuần đấy anh ạ. Em đang đánh thử con boss 120 năm này. Nhưng mà tìm đường lâu quá. Không biết là 2 tiếng không biết là có xong rồi không. Tìm được. Đúng rồi. Quan trọng nhất là cái đoạn này là bị lạc đấy anh ạ. Nhưng mà hình như đúng rồi ấy. Đi gặp quái này hình như là đúng rồi. Đọc cái map 1 này đã lâu. À đây rồi đúng rồi. Rồi đi đoạn này. Hình như lại nhầm rồi. Đâu nhỉ? Đây đúng không? Cái này nó phải có chỗ đi xuống mà đây 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 cái bên đây đây, đây cho nó cuối cùng cũng xong được cái một chỗ này như có checkpoint mà thằng này checkpoint à cái gì đây đây là cái checkpoint nhỉ à nhưng mà chắc chắc là reset chắc là có khi là mất đấy thằng này nhìn ngầu này.
Em một tuần rồi không chơi. Chơi lại hơi ngáo. Con boss này ngại nhất là đi tìm. Em tìm cái xem có hướng dẫn map 2. Cuối cùng cũng qua được ải đầu. Ải 2 này cũng căng này. Ải này như là để em xem đi lại nè. Xem đi 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 chuẩn nó như nào. Đi thẳng xuống. Dễ chán. Rồi nhỉ. Trái đây. Đi xuống. Map này nó còn đau đầu hơn anh ạ. Bây giờ đoạn này xuống dưới này không có chỗ ra. Có trong đây nó ghi là có một cái chỗ vòng lên rồi nhỉ. Chắc là nó núi này luôn. Vòng lên. Nhưng mà sợ là cái bản đồ này hướng dẫn nó khác mất rồi. Xuống dưới sang rồi cái chỗ này đấy chắc phải sang bên này mới đúng này, có khi là chuẩn này. Xong nó đi dạt sang bên này. Nói chung là cứ đến chỗ con boss đã, còn cái đường mà sang kia còn nó còn dài nữa cơ. Xuống đây. Thật chơi game này mà không có cái bản đồ hướng dẫn thì chết luôn đấy. Hình như cái mùa trước là em tự đi sao. Đi mất mấy tiếng. Có cái bản đồ nhìn còn đỡ đỡ. Rồi hình như sắp sang được rồi. Lên trên. Hình như sắp sang được rồi. Anh có bộ quần áo sẵn rồi. Ui ôi chết chết em. Từ từ anh. Ui rồi ôi. Ui xong ngu đấy nhỉ. Không tạo cái waypoint. Rồi xong. Cái bọn này nó có chiêu gì mà nó máu về một á. Không hồi máu được. Chết rồi. Hỏng. Kệ anh thế nó mới vui anh ạ. Phải mò mẫm nó mới vui anh. Phải mò mẫm anh ạ. Không tạo waypoint là xong anh em rồi. À đây may là nó vẫn còn kia này, nó vẫn còn thương tình. Nhưng mà bây giờ đến được cái chỗ kia cơ mới là toang. Phải tạo thôi, phải tạo waypoint. Tí đi đến đoạn kia phải tạo. Tạo một cái được. Không tạo là rồi, bây giờ lại bắt đầu đi lại rồi. Chạy không biết có nhanh được đến kia không. Này vẫn còn thằng này. Thì hơi tạo waypoint chỗ kia rồi. Bọn này nó có chiêu gì máu về một á. Mà pha ấy không né được nhỉ. Trong đây còn không tốc được nữa chứ. Không không chạy ra tốc được. À, quay coi đây đã đi. Thế ý ta cũng xong được cái map 1 này. Xong được cái map 1 rồi, bây giờ mở cái map tiếp theo. Map 2 này cũng căng. Chỗ nào có quái tức đúng rồi. Phải anh ạ, đi chỗ nào có quái tức là đúng đường nhá. Anh đi như thế chứ không có bản đồ cụ thể à. Có mà, đây em gửi cho anh cái link này. À cái chỗ con boss thôi. Nó có cái bản đồ 5 map luôn.
không biết nó có ghi đây, anh có vào được cái link ở đây không? Ôi nhưng mà dài quá nó không ấy được, dài quá nó không copy được. Ví dụ như kiểu map 1 này nó có ghi bản đồ này, không biết anh có vào được cái link này không? Cái link này nó có cái ảnh đi map này, thấy em thấy đi nó dễ hơn được tí, nhanh hơn, nó cũng giống tương đối, cũng tương đối. Rồi cả mấy con này sợ lắm, hình như vừa em chết đây này. Đấy đấy, cái chiêu chiêu gì này, nó rút máu về một này, vang rồi, đỡ nào được nhỉ, nó cứ hút về một này, sau nó bắt đầu mùi về một nó mới lên được. Đấy, chỗ nào có quái là đi chọn đường anh nhiêu đấy, chết rồi, hình như cái trụ này nó tắt à, tắt tắt đây. Đến chỗ con ấy rồi, đến chỗ con boss rồi, được hai con boss rồi, tổng nó có 5 con, 5 con 10 đục, chả thấy boss được, như thằng này thằng boss đó. Không phải, đây đây đây, rồi rồi toàn rồi chạy sao, máu nó cứ rút về một này sao đỡ nhỉ, không bơm được, không bơm được máu. Á đu cái gì á, sao không vào được, sao không vào được nhỉ, sao nhỉ, toàn là máu nó cứ rút về thế thì sao mà vào được, không vào được, bị lag à, đùa như tối nó lag ra rồi xong. Ô bình thường anh có vào được không, hình như em bị lag ấy. Ta cứ chạy được một tí nó lại về ban đầu cơ đấy, thế nó mới buồn cười. Hãy đợi thử một tí nè, dạo này mạng VNPT của em nó bị lag lắm, không vào như thế được rồi, toang rồi. Nhưng mà vấn đề bây giờ em không đi được ấy, bây giờ cứ đi nó lại quay về, không biết là có nên đợi mạng không hay là bây giờ ấn thằng này còn không được cơ mà, tầm tối lag không vào được, cơ bản em không đi được ấy. Giờ không đi được luôn, không bấm được ấy mà lag chắc rồi. Hay em có nên lấy bộ đồ của anh ấy không nhỉ? Có khi lấy bộ đồ đã xong rồi, hay là cứ trái hát tiếp nhỉ? Lấy bộ đồ thì nó nhanh quá. Em bị lag mới đi ăn nhé. Bị lag sao anh? Tạo phòng vẫn tạo được bình thường. Ô nhưng mà không biết là vào lại bây giờ có được tính không nhỉ? Có được tính cái nát nhỉ, tầm tối này này, tối này như thấy bảo bị đứt cáp, còn cái waypoint ngon rồi xong chịu đấy. Nhưng mà đi tối tối này bất lực rồi, tại vì là bây giờ cứ đi này đến lúc nát thì sao đỡ được nhỉ. Anh còn bộ đồ không anh, để em lấy em trai hát thử con boss này đã, tính sau hôm nào không, chứ lát này không lấy được, bây giờ lát này em, bây giờ em lấy được có hai cái à, có hai lấy được có hai cái này, chứ là đến lúc map 2 lát thì sao đỡ. Đúng rồi anh. Đèn lắm, nói chung là không nên chơi tối, chơi tối này không không được, cái này có cái cộng cái gì ấy. Một skill lát quá đen. À từ từ để vào cái nick anh ấy, anh nhắn tin vào ấy của em được không, biết em còn nhớ cái link anh không nữa, hình như là đấy link thắng à, đây đây anh thắng, anh nhắn tin không biết là
Không biết là trong nick anh có không. Thư lác này không đánh được. Cũng không thích đánh mà không đánh được. Máy ấm lác quá. Anh Thắng anh cứ ăn cơm để em lấy lick anh ấy được, anh ấn được. Để em vào phát, để em lấy bộ đồ. À vẫn vẫn nick đấy à? Vẫn nick đấy à anh Thắng? Để em vào lick anh Thắng được anh ạ. Để em lấy bộ đồ em thá thử con đấy. Tại em cũng chưa đánh con này, mùa này em chưa đánh á. Mùa này em chưa đánh. Mùa trước thì đánh được, đến lúc đánh được con đấy rồi thì em cũng chết luôn. Tại con này cũng khó phết. Để em vào nick anh Thắng. Ok để em vào nick anh Thắng nha. 8821. Thật ra lấy được, nếu mà không nát thì lấy được. Nhưng mà cũng mệt đấy, tại vì trong đấy nó có mấy cái con. Nhưng mà không biết anh để bộ đồ ở con nào, chắc là con đùi. Hôm nay lấy mấy món là con đùi của anh. Lấy bốn. Để em lấy anh. À, không biết phải con này. Đây đúng rồi. Có bộ đồ chơi rồi anh. Sợ nhất là bây giờ hỏng bộ đồ này. Thấy mọi người bảo là cái bộ đồ này không ấy nhiều bị hỏng à, đánh nhiều mà chết nhiều bị hỏng mà. Không biết có phải. Viên 7 bắt 7. Để em vào lấy bộ đồ hát. Phải đánh nhuần nhuyễn mấy con này thì mới đánh được mấy con cao. Con này là con bắt kiểu bắt đầu ấy. Kiểu bắt đầu cần cần kỹ năng. Em có cái gì ở nhỉ? Em có cái em có cái beo. Em có beo. Beo này là dây chuyền. Có beo với dây chuyền. Nhẫn. Hai cái nhẫn. Beo dây chuyền hai nhẫn à. Còn 6 món á. Kiếm này. Tay. Áo. Giày. Rồi đủ rồi. Chiến chiến này. Kiếm này. Này áo này. Tay này. Chân. Quá già. Chưa ấy mà đã. Chưa đủ mà đã có hiệu ứng rồi. Rồi. Full luôn rồi. Ok. Em mang mấy anh này nhá. Full bộ luôn này. Giờ mình sẽ có được hai skill. Skill này. Đây. Holy Bow. Akali. Không nhớ là cái nào là. Hình như cái này là boss này. Cái này để boss đi sao? Cái này để boss thì phải. Đi anh thử biết à. Có búp cái gì không? Hình như cái này búp cũng chả để làm gì á. Búp cái này cũng chả được cái gì. Tại vì bây giờ dùng cái chiêu chiêu mặc định mà. Đây. Thằng giống nên ông ăn cơm thì nó ăn đi. Ừ. Ăn ăn cơm nha. Xem là được rồi ạ.
Em có bộ đồ rồi mà. À thôi anh cứ ăn đi tí xem sao. Tại em nghĩ là một lần em không đánh được con này đâu. Em phải đánh chắc lâu lâu đấy. Bây giờ phải tải lại skill nữa này. Tải lại skill, cộng hết những skill mà có máu, có hit recovery. Còn phải nghiên cứu nữa. Ôi giời, ở đây có 3 bình. Không biết là cái, nếu mà cộng 10 skill này thì cộng thêm được vào gì nhỉ? Passive increase the skill. Nếu cộng 10 skill này có được cộng thêm nhỉ? Cái này thì ăn máu được hồi này. Nên cộng cái gì nhỉ? Cái này hồi mana nhanh hơn. Tăng phí codicil. Không nhớ là trong đấy có cần phí cổ không, hình như là cần, hình như, nhưng mà chắc chắn là cần đấy, chắc chắn là phải tăng skill này rồi. Skill này cho máu này, cái này cho bonus death, summon chắc là không cần đâu, summon tăng đam nhưng mà cái này không có cần. Tôi từng cũng không cần, tại vì đánh con boss kia thì chỉ cần hai skill này thôi. Ui nhưng mà giờ máu ít quá nhỉ, toàn ấy nhỉ. Ở đây chưa chưa cộng mà cộng 10 điểm chiêu này sẽ được nhiều máu này. Con boss này thì ở đây có phí Corixit rồi nên không cần chiêu này, có thể cộng vào chiêu này. Chiêu này tăng tăng khả năng hồi của bình máu, hồi được nhiều ấy hơn. Mua nhiều máu một tí. Anh con này tốn máu lắm. 14k à? Cộng tiếp. Xem còn chiêu gì mà nó tăng được máu không? Chiêu này giảm poison gì đó. Đang thắc mắc về chiêu này. Về cái reward này. Slow target. Slow target tức là con quái đánh vào bị làm chậm. Xem là lên cộng cái gì mà. Cộng cái gì sẽ hợp lý nhỉ? Nên cộng summon nhỉ? Khó. Cộng cái gì mà được máu thì sẽ ngon. Cái này có dép. Sao dép thì là bằng không rồi. Dép bằng không luôn rồi. Cộng thử 10 10 chiêu này xem nào. Cộng 10 chiêu này thì cũng chả được cái gì luôn. Toang thật sự. Cộng 10 chiêu này nó chỉ tăng thêm mấy chiêu chiêu ở đây thôi. Nó không tăng cho nhánh này. Cái này thêm dép. Nhưng mà cộng cái này thì dép vẫn bằng không à? Hình như là cái bộ đồ này là dép, dép bằng không rồi nên là cộng dép cũng không ăn thua. Giờ chỉ có máu thôi. Đây cộng ăn bình này cũng được rồi. Cộng 5 điểm này ăn bình được hồi nhiều máu hơn. Chà. Phí mất 4 điểm ở đây. Nhưng mà bỏ 10 skill này đi ngon. Slow target này chắc là được. Này có gì đây? Attack Caspi. Necro Minion. Viking. Cái chiêu này này. Thừa point chả biết để làm gì. Cái này có gì à? Nút
Steam. Thừa point mà chả biết này làm gì. Sút trên. Thật sự là chưa biết cộng vào cái gì luôn. Nhưng mà bây giờ cứ dồn hết vào vít đã. Có bao nhiêu thì cứ dồn hết vào vít. Máu càng nhiều càng tốt. Nhưng mà cái con này nó không có chiêu mà tăng hit recovery, hồi phục nó nhanh. Không có chiêu để tăng hit recovery cả. Nên tăng 4 điểm ở đây chắc là hợp lý hơn. Khó đấy. Chả biết có nhánh nào có hit recovery không thì không biết. Tại đang thừa nhiều point quá mà. Thừa nhiều point mà không biết cộng vào đâu. Ừ, cái này có Mobisty này. Deploy. Nhưng mà chắc gì đã dùng được. Xem có chiêu gì nó hỗ trợ cho mình. Toàn thật. Chắc là cứ chiến thử đi. Làm thử ván đi. Đó, cộng thêm mấy cái con mấy con đệ xem nó có làm ăn được gì không. Slow target à? Thử nào. Casting bow. Gọi đệ à? Ờ, vẫn gọi đệ à? Có thể cộng tí đệ xem là ra sao nào. Đệ vẫn gọi được. Ơi, gọi được con này. Sao gọi được một con này? Chắc là không có đồ. Mười sáu nghìn chín trăm máu. 16.900 máu thì thế nào? Con này lốc 12 phút à? Xem chiêu thử thế nào. Chưa có ấy, hình như chưa có ấy thì không lấy được. Bản đồ hình như cũng hơi khác lắm. Hình như phải có lính thì chắc mới đánh. Wow, nhìn trông căng thẳng lắm. Đâu đâu lính đâu. Đệ chưa gì đã tèo. Con này nó phải bow lính thì mình mới đánh hay sao nhỉ? Không skill được. Như phải ra lính. Đúng này không? Đâu skill đâu nhỉ? Như phải có lính. Chạy ra xa tí nhỉ? Gọi lính gì mà đây rồi, có lính gì mới chơi được đây, đây đúng rồi. Rồi tí đi nào, cũng có thù ở đây, lính nó quay ra đông ngày sao đỡ.
Rô. Đâu rồi? Vẫn chưa bắn trúng được phát nào. Cái chiêu này nó y là cái chiêu Fury Fan. Chiêu đánh con boss mấy con boss cuối là không cần. Vào vào. Thường thì lúc nó bay vào người thì bắt đầu mới bắn được mà. Cảm giác bắn vẫn thấy khó. Lúc nó bay vào người, ui chết rồi. Đông thế nhỉ. Thường mấy con nào phải chạy nhanh cơ. Chạy nhanh hồi phục nhiều. Chắc đánh con này mới dễ được. Đấy. Lúc bay vào người này phải bắn được cơ. Mày không bắn được. Lúc bay là phải bắn được. Vẫn chưa trúng. 8 phút rồi chưa trúng phát nào. Không biết làm sao để trúng. Vẫn chưa trúng. Chịu đặt. Khó quá nhỉ. Hay chuyển này chiêu này sang đây cho này xong nó khá luôn. Chuyển chiêu này sang đây. Trúng được phát. Cuối cùng trúng được phát. Chuyển sang cái khác ngay. Ít ra trúng được phát. Thế mọi người bảo con này như phải ăn 20 phát cơ. Không biết có đúng không? Ở đấy mà chuyển sang bên đây thì hay bị ấn nhầm quá nhỉ. Đấy, cứ hay ấn nhầm. Đánh 100 lần may ra mới được anh ạ. Chuyển sang bên tay này cảm giác hay bị ấn nhầm quá. Ừ, 2 phát hợp lý. Thế bảo hình như là 20 phát hay là hơn 20 á. Hơn 20 phát dính thì mới ăn thôi. Mới ăn được con này. Mà có khi đến lúc đấy mình ra đi thì... Vào vào. Đâu rồi. Ôi chết rồi, lại nhầm. Vẫn không chín. Không dính à. Này. Ôi chết rồi. Cái bóng đen này nó chậm tí là chết. Con này đánh mình nhuyễn tay lắm chắc mới đánh được. Còn mấy con boss 130 nữa cơ. Còn toàn nữa rồi. Ui. Thế sao đỡ nhỉ? Toàn thật đấy. Cái gì ấy, bay thẳng người. Còn có 5 phút này. Phút này không xong được rồi. Ừ, dính chưa? Hai mươi phát. Hai phát khó lắm nhỉ. Từ nãy giờ như không biết trúng được. Chắc được 3 phát á. Hôm bữa anh không tải skill. Em tải skill nhưng mà cơ bản là cái con này em nghĩ là con này không ngon á. Con paladin chắc ngon hơn. Paladin có khi ngon hơn.
Barbarian thì không biết, Paladin thì như nó chạy nhanh như sao, nó chạy nhanh nữa, cả Paladin nó có chiêu hồi phục, có chiêu nội tại để hồi phục ấy. Paladin chắc là ngon nhất đấy, chắc em nghĩ thế thôi. Không biết. Ôi mà đổi sang tay này cảm giác, ôi chết rồi, nhưng mà đánh hay bị hụt lắm. Thì thả ấn đầm là chết. Đổi sang skill, ôi sao bạn này đâu. Này phải không biết bao nhiêu bình bình máu mới đủ. Nè, còn 3 phút nữa là chết cái là đi này. Chết cái là không vào nữa. Rô rô đâu à, chỉ đợi nó bay vào người ơi đấy, chỉ thoảng lại ấn nhầm, lại hồi xong skill đã, vào 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 đâu à, không trúng rồi, đông quá đông lính quá không trúng rồi. Con Paladin nó chưa hồi phục đỡ tốn bình máu. Bây giờ mẹ không được. Khó. Lấy được cái charm con này khó mà ăn đúng cái charm mà nó không cộng một skill nó còn khổ nữa rồi. Ăn được charm này đã khó à. Còn không được cộng một skill còn khổ nữa. Tận dụng 10 phút đầu đúng rồi. Áp sát vào. Ta sẽ chết. Mất tầm 15 nhát chúng nó đúng rồi, ngon thế là ngon anh ạ. Còn 5 nhát kia đánh chai. Wow, được anh. Mình phải có khi phải như thế nhá. Có khi như thế mới ăn được con này. Ôi thế mà người ta bảo là đánh nhiều mà không đánh nhiều là cái này bộ đồ này bị lát, nhưng mà em chưa đánh đến khi mà nó nát bao giờ cả. Chắc mấy ông mới đánh nhiều lắm rồi ấy. Đánh nhiều lắm thì mới lát được. Dính chưa? Chưa dính. Con nào phải vừa chạy nhanh nhỉ, vừa chạy nhanh vừa hồi phục tốt thì mới ngon. Đã rui chắc cũng được á. Đã sắp hết thời gian, sắp hết thời gian để vào, chưa đánh được nửa cây nữa. Nhưng mà cha mẹ cũng ngon rồi mà. Cha mẹ cũng ngon phết rồi. Phải luyện anh ạ, phải luyện nhiều chắc mới ăn được. Nhưng mà cơ bản là con Necro này đánh con này cũng không ngon. Em nghĩ là một là con Druid, một con Druid, hai là con Paladin thì sẽ ngon hơn. Assassin thì cũng không biết, Assassin được cái chạy nhanh. Assassin chắc cũng được. Assassin chạy nhanh. Con đuôi đúng rồi, con đuôi nhưng mà phải bui đường khác anh, sao anh, nhưng mà anh phải phun trang không, để em cho anh phun trang này xong rồi anh. Con đuôi của anh cấp cũng hơi thấp nữa nhưng mà chắc là vẫn được. Con đuôi hình như có mấy chiêu cộng vào máu á, đuôi hoặc là paladin, đuôi chắc là được á. Con đuôi có mấy chiêu cộng vào máu chắc là đánh được. Chạy nhanh đúng rồi, con đuôi của anh chạy nhanh này, hồi phục đúng rồi. Con Druid hoặc là con Paladin là ngon. Là đánh con này chắc dễ hơn. Để em chuyển full trang này sang. Là thịt được con này. Thật ra mùa trước em đánh con này cũng nhiều phết đấy, cũng nhiều nhiều ấy mà không thịt được.
chắc là chưa, vẫn chưa đủ nhiều, không biết là còn bí kíp nào nữa không. Nghe hết thời gian rồi, là chết cái là lại phải đánh lại. Thôi bây giờ phải đánh liều luôn. Sao không skill được? À, không có lính xung quanh. Con này phải có ít nhất một thằng lính cơ. Hiện tại thì không có lính xung quanh, mình giết nhiều quá. Giết ít thôi, để lại một hai con. Chết nhiều quá là không dùng được skill. Đông. Sang chỗ nào thoáng thoáng tí. Thoáng thoáng là skill được. Dính chưa? Chưa dính luôn. Ăn con này vất vả. Đông quá không skill được. Đông. Con đường rui của anh chạy nhanh thật. Con đấy chạy chạy nhanh, nó không sợ mấy cái bóng đen này. Một chiêu dính khá nữa rồi. Cô pha phát đầu tiên này em nghĩ được lửa cây là thành công đấy. Cố gắng được lửa cây là thành công. Được lửa cây là ngon. Được nhiều phết rồi. Đánh xong con này phải nghiên cứu đánh thêm con ấy nữa. Con ở trong cái map mà con cái con tàng hình ở trong cái map đấy là map gì nhỉ? Torazan Jungle à? Là map gì nhỉ? Teganze. Cái con ở trong cái hầm ở Teganze. Con ấy cũng khó. Con này nó tàng hình. Bay ở đây. Ui, trên trên đây còn nhiều thế. Sắp được nửa cây đấy. À đâu, đến tận đây mới được nửa cây này. Chắc phải 2 3 tên nữa. Nhiều quá không bắn trúng được. Nhiều lính quá. Giết bớt bọn này. Câu câu. Không trúng. Đúng rồi, con speed á, con speed á, speed wound gì á. Rồi. Xong. May quá. Úi giời, lại lag rồi. Mạng này bữa nào được. Con Spirit cũng khó luôn này. Này cũng khó mà con đấy cũng khó. Nó quá nhỉ. Chưa mượt được. Ok à. Dô dô. Bố vào. Đâu rồi? Nó trúng chưa? Mấy cái bóng đen này. Con Spirit đấy em chưa đánh được lần nào. Chắc là con nào dồn đam thật sự khủng khiếp thì nhanh. Con đấy nó cứ bị mờ mờ rồi gì á, tàng hình khó đánh. Chạy 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 chạy, khó hơn á. Nhưng mà công nhận là nó khó hơn con ấy thật.
chính ra cái con trăm ba là con gì nhỉ? Có con trăm ba dễ mà, chính ra mấy con một hai con trăm ba lại dễ hơn cái con đấy, có nhiều người đánh được con trăm ba nhưng mà lại không đánh được con đấy đâu. Cái con em vẫn đánh ấy, con này 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 nó gọi là con gì ta, này gọi là con Udisan. Con này, con trăm ba này lại rất dễ đánh ấy. Con này đánh lâu là được, đam to là được, chẳng có một cái không cần phải nghĩ gì cả, không cần kỹ năng nhiều. Còn một con nữa là con mà chăm bay nữa rồi, giờ voi con đấy em chưa đánh được. Để đánh hết mấy con này bắt đầu chơi con đấy. Mất đỡ những chiêu kia mới đi ăn. Hết đỡ cái máu rồi, hết máu rồi. Đúng rồi, cái con ba ba điền nha, con đấy chính là dễ đánh mà, con đấy chỉ cần đam to là được, đồ khỏe là được, không cần kỹ năng. Con đấy lại không cần cần kỹ năng rồi. Chơi mấy con phẩm như này này kỹ năng, con này là bắt đầu là cần kỹ năng, chơi con này là bắt đầu, còn mấy con trên khó nữa. Con này mới khó này, con đánh cái trang quyển sách à. Con đấy gọi là con gì nhỉ? Lazarus. Con này, cái này là đi mua chứ đánh không được. Thế mọi người hay dùng Assassin để đánh con này. Hình như con đấy là phải có kháng Magic á, Magic Resist. Chỉ có một vài đồ có kháng Magic thôi, ít đồ kháng Magic á. Có cái set trophy là kháng magic. Rô 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 bay bay. Rồi. Hình như 50% rồi. Mà hết máu rồi đâu. Giờ về sao được? Đánh mấy con này không rớt cho máu. Bay ra, bay ra. Lé kìa. Đảo ma nhỉ. Bay ra, bay ra. Ui, chạy, 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 chạy. Nhiều phết rồi này. Vượt chỉ tiêu rồi này. Trang áp châu Phi hết rồi, gần gần như là hết anh ạ. Tức là những cái trang mà ngon ngon em áp vào, trang này có châu Phi nhưng em chưa áp này, trang này cũng có nhiều trang có châu Phi á, trang này như cũng có châu Phi này, à trang chính là trang con này có châu Phi này, mà trang để lấy được châu Phi con này thì thôi, không biết ông nào chắc phải pro lắm mới lấy được châu Phi con này, tốt nhất là đi mua cái trang con này mà lấy được châu Phi là em lẻ luôn đấy. Kiểu cày không biết bao nhiêu ngày. Bây giờ đánh độc đánh con này thôi đã khó rồi, nên là lấy châu Phi con này không có mấy 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 ông đánh được. Không trúng à, trúng thế nào. Chính nhà. Ngon ngon, được nhiều phết rồi. Sau cầm táo đi nhai táo à, đúng rồi, chính là cầm táo, đúng rồi anh ạ, hợp lý anh. Em lại không nghĩ ra cái vụ cầm táo nhỉ, cầm táo đi ăn nhai được 10 phút liền, hợp lý. Ngoài em đợt nọ em vất hết táo rồi. Châu Phi chỉ áp những châu Phi ngon anh ạ.
có một vài cái châu Phi thì nó hơi mất thời gian nhưng mà đời ắt, hoặc là có vài châu Phi ngon nhưng mà kiểu như châu Phi này ngon, à châu Phi này ngon nhưng mà lại khó nên là không lấy được. Đúng rồi. Cầm táo đi nhai được 10 phút này đỡ tốn cái bình máu này, hợp lý anh. Táo đi nhai được lâu. Ừ chúng không, ừ chúng. Hợp lý rồi, nhìn ngon phết rồi đấy. Táo nhiều mà em hay vứt đi quá. Nhưng mà táo nó không gộp nhỉ, táo mà gộp được thì ngon. Ô chạy 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 chết rồi. Táo mà gộp được thì ngon. Táo đánh ở mấy cái hang ở Ác Lăng nhiều lắm, đánh mấy cái hang ở Ác Lăng, mấy cái hang băng ở Ác Lăng ra nhiều táo. Bay vào đi mày, không trúng. Này cầm táo đi nha, đi nha. Nhưng mà táo không biết là nó có được hưởng lợi từ cái skill này không nhỉ? Cái này như là chỉ máu thôi sao? Cái này chỉ máu thôi. Cái này không không liên quan đến táo. Cái này uống bình như được nhiều hơn sao? Bay vào. Đấy, cứ đợi nó bay đến là bắt đầu là dùng chiêu là hợp lý. Con này không có hit thì có recovery nhưng là khả năng hồi máu hơi kém. Có chiêu nào mà tăng hit thì recovery? Em nghĩ là con này chỉ đánh một là pan, hai là drui là ngon nhất rồi. Pan như là có hồi máu à, drui thì tốc chạy cao mà máu nhiều. Hoặc là assassin, assassin chắc cũng được. Con necro là đánh con này cảm giác hơi tù, cộng hết vào vít rồi đấy mà cũng không ăn thua lắm. Con này thì cũng được cái máu nhiều, con này nó chiêu cộng vào máu cũng tương đối, gọi là đánh tạm thôi. Nói chung là vẫn đánh được con này. Ui, nhiều thế nhỉ, nhiều quá. Ừ, gần ăn được rồi. Ừ, dính chưa, dính rồi sao? Đánh con này kiên trì này, cảm giác hồi máu rất là chậm, bình thì sắp hết rồi. Tiết kiệm có khi đai mất. Chết rồi, chết rồi. Chiếc lá của con đùi đúng rồi, cái đấy chuyên hồi máu nhé. Con đùi nhá, chạy nhanh này, hồi máu này, có cộng máu nhiều luôn này. Con đùi quá phù hợp để đánh con này. Con ở đuôi có chạy siêu nhanh rồi mà lại có hồi máu. Paladin cũng cũng thế, Paladin thì như là nội tại hồi máu, chạy thì không nhớ là có nhanh không, nhưng mà Paladin em thấy chạy cũng nhanh phết, nhưng mà không nhanh bằng con ở đuôi. Mà không biết nhanh không nữa. Con ở đuôi thì thấy cầm của anh Thắng này chạy nhanh hả, chạy như cái máy. Và vào đủ máu là em ăn được kỹ năng. Em làm gì có kỹ năng đâu, đầu tiên em ấy, đầu tiên hình như đầu đầu tiên em đánh này, em cầm cái này xong rồi em để cái chiêu này là chiêu Z này, còn em không để cái này, em để chiêu chạy là em thấy ăn nó hơi khó, tức là khi nó pâu rồi em bắt đầu em mới đổi skill, cảm giác nó bị tù lắm. Tốt nhất là để hai cái này hai bên là cảm giác ngon hơn. Anh cứ để hai cái này hai bên kiểu gì cũng ăn được, máu nhiều tí là ăn được. Cơ bản là máu em nó nhiều sẵn rồi nên là em đánh bầu mãi không ăn nên là cũng được. Vào, chết rồi, không trúng rồi.
Giờ chết cái này thôi đấy, tiếc lắm. Đánh mãi rồi. 30 phút rồi, 38 phút rồi. Đúng là gà quá. Bình thường chắc là người ta chắc chỉ đánh con này chục phút thôi. Đây mình đánh 38 phút. Rồi vào đây. Chiến chiến chiến. Giết mấy con này ạ. Cản được. Bay vào bay vào. Trúng được. Chạy chạy chạy. Đỡ tốn máu. Bay vào bay vào. Thế bây giờ mà lát phát thì thôi đấy. Đẹp lắm. Ừ, hết quá rồi. Hỏng rồi. Gà quá, pha đấy tự nhiên đi clear. Đây đây đây, kéo kéo bọn này ra. Phải có bọn này thì mới đánh được. Rồi bay ra. Ừ, lại dính. Sắp thành công rồi anh ạ. Không không, phải giữ lại bọn này. Phải giữ lại mấy con này. Rồi. Phải giữ lại mấy con này. À, cứ giữ lại ba con này được rồi. Bay vào bay vào. Lại dính. Ngon rồi ngon rồi. Mượt hơn đấy. Bay vào bay vào. Thành công rồi, sắp thành công rồi. Cố. Cố lên là thành công. Chắc là 2 tấn nữa. Ui chết bây giờ. Dọn nốt cái đống này. Ừ. Hình như ăn được rồi. Ừ. Bây giờ chết phát đúng nhọ luôn. Cảm giác được cấn trên tay con tràm này hợp lý nhỉ. Có cộng 1 không? Cộng 1 không? Ôi giời, không được cộng 1 skill luôn. Quá đen. Nhưng mà ăn được con này là vui đấy. Được. Hợp lý rồi. Nó ăn được con này. Đúng mệt luôn đấy. Là phát nữa là cho nó mượt này. Nhưng mà phải nhanh hơn. Nhanh hơn nữa. Sao phải làm nhanh hơn. Sợ quá nha. Thật đến đoạn còn 1-2 máu lắm bắt đầu hơi run ấy. Kiểu nó gần chết rồi mình cũng hơi run. Nếu mà mình chết là nếu mà mình chết là toang luôn ấy. Nào phát lưỡi đi. À, anh căng thẳng á. Tên này chắc phải 40 phút ạ. Tên này không biết bao nhiêu phút này. Ăn được khoảng tầm 2 đến 3 con này bắt đầu em chuyển đi. Thử đánh con kia xem nào. Đánh con The Spirit. Con đấy cũng căng. Mà kiểu không biết cách đánh á. Con Spirit War gì á. Con đấy chưa biết cách đánh. Con đấy cũng là boss 125 mà. Mà chính là boss 125 toàn con khó. Mấy con khó phết á. Con 3, 4 con khó, 3 con khó. Spirit War mới cả con The Sleep ạ. Cộng lại điểm là ăn được ngay anh ạ. Mùa trước em không ăn được là do em không cộng vít. Mùa này cộng vít rồi, cái cộng vít rồi. Cái cộng vít là ăn được. Tràm ngon cộng cộng vít nữa là ăn được anh ạ. Tràm ngon cộng vít là ăn được. Chính là đây là lần đầu tiên em ăn được con này. Mùa trước em ăn được con này xong rồi đúng lúc ăn được này, đúng lúc em chết luôn.
Mình phải ăn được cái cộng một skill đã. Chứ nghe trang này, đánh này trang này là vui à. Còn con The Sleep nữa cơ, The Sleep. The Sleep cũng khó. Nhưng mà chính là con này mà anh The Sleep thì phải đổi lại hết. Ăn được. Đúng rồi, cho thêm máu vào vào cái này nữa thì được à. Nhưng mà chắc em dùng đến đống này anh ạ. Ôi chết rồi. Sao còn có. Còn có 10 phút này. Phải đợi con này nó ra được cái con lính nữa. Nhưng mà mua thêm phun dương phun dương máu nữa cho bạn an toàn nhỉ. Ngồi đây ạ. Chạy 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 chạy. Con này nó hồi máu chậm quá nên là rất là tốn bình máu. Con này tốc độ hồi chậm lắm. Nên là con này đánh không ngon. Không dính rồi. Con này tốc độ hồi máu nó chậm nên là tốn máu quá. Không, không ngon như mấy cờ lát khác. Này, một một triệu đầu tiên. Cái ăn máu không, không tiếc. Ở đây có ai fan MU này. Cái fan MU nọ thì tôi hơi buồn đấy. MU hôm nọ thua. Thế bây giờ up được trang con này đúng khổ luôn đấy anh. Giờ bán đen lắm thì chắc cũng khoảng, nếu mà bình thường thì em nghĩ là khoảng 30 lần. Đánh con này được khoảng 30 lần là có số phi. Nhưng mà đâu phải lần nào ăn được con này đâu anh. Căng phết đấy. Thế kiếm được trophy con này chắc phải mất, chắc là mất mấy ngày. Khó. Mà đây là mình còn trang cũng update nhiều mới ăn được chứ. Mà không hiểu là chưa update thì ăn con này cũng khó. Không có lính. Không có lính không đánh được. Tôi chắc em đánh, nếu mà thành công được phát này nữa nè, ngày em thử bui lại để em đánh được con kia. Đánh con Spirit Wound. Con này là con Ghost Chain. Con này em chưa bao giờ em đánh được. Giờ phải thử đánh lại hết các con mà em chưa đánh được. Rồi, trúng rồi. Hợp lý. Ý ra là mình đánh lâu nhưng mà vẫn đánh được là được rồi. Gọi là có niềm tin để chơi. Các đánh cẩn thận thì vẫn ăn được. Mà đến cái đạn cuối cuối là vẫn hơi run. Hơi bị tâm lý. Các bạn đây cộng nhiều vít rồi. Cộng hết rồi vít rồi nên là mình cũng yên tâm được. Yên tâm thế này. Ừ. Để đến lại một vài con. Ui, không nhớ. Rô rô. Chúng rồi. Áp chan này con này là quá trình hết.
Không biết sao vừa lại dính được. Lửa cây bắt đầu yên tâm một tí. Ui. Đi như chơi. Chơi được một cây nữa. Khó thật đấy. Đánh con này mất thời gian thật. Con đường đu đánh thử đi, tiện lấy skill để mai anh đánh nó luôn cho những tài. Để tí nữa em chuyển hết trang cho con đường đu đi. Xong em đánh thử một phát nữa. Để xem như thế nào. Thì em đánh xong tơ này em chuyển hết trang này sang con đường đu. Chuyển hết những trang con này sang con đường đu. Xem là ăn được không. Thứ nhất là con đường đu anh nó vẫn chưa đủ level nên là không biết là quan được không, nhưng mà em nghĩ là ăn được rồi. Chưa đủ nó vô thì chắc nó chỉ nó thua một ít cũng đấy thôi, thua một ít point này để cộng vào vip thôi, chắc là cũng không xa đâu. Để xem nghiên cứu làm cộng skill đấy anh ạ, cộng skill đường nào mà nó được nhiều hit recovery nhất và nhiều máu nhất thì sẽ ăn được. Rồi trúng rồi, may quá may quá. Bay vào đây. Rô rô rô. Tí làm thử con đờ đuôi nhá. Em nghĩ con đờ đuôi ăn được đấy. Tuy là nó chưa đủ level thôi nhưng mà em nghĩ là ăn được. Anh đang up cha một con này chứ, mấy cái trang của anh toàn trang đúng rồi, cứ phải trang ngon trước nhỉ. Bây giờ nha, anh có trang ngon anh chuyển sang bui nào anh cũng sướng, anh chuyển bui nào anh cũng dễ đánh. Có trang ngon đã rồi cứ mua làm quả full trang, mua mấy trang ngon xong bắt đầu tự up lên. Có trang ngon là đánh nó cảm giác nó cứ dễ hẳn đấy. Trang ngon đánh nó vẫn sướng. Ui nhiều lính quá, không tên này không bắn được, bọn này che hết rồi. Bay vào bay vào. Được lửa cây con này cũng không đơn giản, khó phết luôn. Bắn chưa, thế mà tên này không bắn được nhỉ. Dàn màn phết. Thế là mấy ông kiên trì, mấy ông ăn được châu Phi con này. Tài thật. Nửa cây rồi, hợp lý rồi đấy. Rồi, thả form này. Các bạn. Ui, nhiều lính quá, nhiều lính quá. Không được, không được. Nhiều lính này không. Không thể bắn trúng được. Bớt đi. Tí em sang để con hỏi anh xem khá được không. Không biết được bao nhiêu máu. Con này thì được khoảng gần 17k máu ấy. Cộng hết vít vào là được gần 17k. Chắc là được không?
đeo hết trăm ngon là xem được bao nhiêu ca. Trúng chưa? Không trúng rồi, vẫn nửa cây. Chắc là chỉ dùng đến đây thôi. Em nghĩ là không dùng hết cái đống máu rồi đâu. Quan trọng là có chết hay không thôi. Rồi, chết cái là toang. Cố gắng không chết. Chỉ là kia. Rồi đây. Rồi đến quá. Chết là đi luôn á. Không trúng kìa. Nhiều lính quá. Anh đánh con, anh chưa đánh lần nào mà anh còn rút được, đúng rồi. Anh chưa đánh lần nào mà anh còn rút được hơn nửa cây là quá pro anh. Nhưng mà không biết là anh cộng được bao nhiêu. Chính là em kinh nghiệm đánh con này em có đâu. Em chỉ có kinh nghiệm là để hai skill hai bên này em nghĩ là hợp lý nhất thôi. Cái cả cộng lại point. Rồi rất là ít. Chờ từ nãy giờ mà chưa ăn được một phát nào. Ồ, thật sự. Đông lính quá. Anh phải cẩn thận lại. Đông lắm. Không ăn được. Khâm phục ông nào nghĩ ra được cái cửa boss này. Cửa boss này lấy đủ đồ. Công nhận chính là cái lấy đủ đồ đã khổ anh ạ. Lấy đủ đồ chính là cái mê cung ấy mới là khốn nạn. Mê cung như thế, ông nào mà không đọc được cái bài hướng dẫn cái mê cung ấy, không có sơ đồ, không có bản đồ thì không hiểu mấy ông ấy đi như nào luôn đấy. Lấy đủ đồ đã khổ rồi. Đánh cũng khổ ấy. Thầy đánh con này đúng khổ luôn ấy. Nhìn vào vào đâu rồi, không thấy đâu. Con này chính là khó hơn mấy con boss 130 đấy. Con gà con 130 còn có khi còn không khó hơn con này. Đâu rồi. Không thấy đâu. Nhiều quá, con này lính nó nhiều này, không thể nào mà cô chết được. Tí là dính cái bóng đèn. Nhiều lính quá, không thể nào mà không thể nào bắn được. Không trúng được. Thầy mấy ông chơi lần đầu không hiểu sao ăn được mấy con này luôn. Mấy ông mới chơi sao ăn được này. Khoai. Ui đông quá. Giết hết rồi bạn này. Nó hồn máu nhẹ lắm. Em chạy tầm 5 giây mà nó hồi về cây máu à. Không, nhưng mà vẫn cần máu nhiều anh ạ. Cần máu nhiều để không bị sốc đam chết đây. Máu ít là dễ bị sốc đam lắm. Vẫn phải máu nhiều anh ạ. Máu nhiều thì nó không bị sốc. Cái này thì sợ sốc đam đai một phát phát một rồi. Không biết đâu.
con đờ ruồi thì hồi máu nhiều. Hồi máu nhiều nó cũng đỡ chết tương đối. Cơ hội dính không? Không biết là dính chưa. Thì đấy là chưa có cơ hội để bắn vào người bạn. Vào. Vào 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 vào. Ừ, mày dính rồi. Đúng cao nào. Rồi làm lẹ. Lẹ để qua con kia cái nào. Mày cứ vô lé mà rồi. Vừa mới mất xong. Vừa mới mất xong kia rồi. Bay vào, bay vào. Đồng hết. Chết rồi à. Đồng thế à. Hết lính luôn mà. Tính ra cái bóng ma con này nó không chết ngay. Phải mấy giây. Mấy giây mới chết. Thôi à. Cái bay vào. Ui, đông quá. 19 phút rồi. Quá khổ luôn. Ôi. Xong rồi. Mà hết thời gian chứ. À, xong luôn. Thôi tôi em chuyển sang con kia đây. Em chuyển đồ sang con kia. Sơ sẩy một giây là đi. Ăn được châu Phi con này chả đơn giản. Không đơn giản. Chỉ cần kiểu mất tập trung cái là chết ngay. Đánh con này thì bình tĩnh lắm. Đánh phải bình tĩnh, không không vội được. Vội là ra đi. Rồi rồi. Thì em chuyển hết mấy cái ngon ngon sang đây. Em xem hết charm chưa? Ok rồi. Cái đoạn mà bọn nó bâu vào nó sốc đam ghê lắm. 17k cũng không đỡ được. Tạp lắm. Cảm giác ảo lắm anh. Rồi anh nhiều châu Phi ngon phết này. Có hai cái châu Phi này chất lượng này. Anh có hai châu Phi này đáng giá là Kingdom of Sadao và Tetsuga. Hai châu Phi này đáng giá. Hai con boss này, hai con boss khó. Kingdom of Sadao với này cái trang chạy này cũng mệt phết này. Trang chạy này ngại cực kỳ luôn. Trang chạy này hình như phải có đệ thì đánh mới dễ. Bây giờ trong đây anh có ấy, có bên đi xít à, đi xét à. Ok bây giờ chuyển trang. Mười bảy k mà vẫn không ăn thua nữa.
10 gói cam nữa không ăn thua. Nói chung là sơ sẩy thì vẫn chết, đánh không cẩn thận là vẫn chết bình thường. Là chuyển hết bộ đồ sang đó. Nhẫn này, dây chuyền này. Đánh được có một lần anh ạ. Cái lần hai kiểu em bị kiểu em vội vội cái là đi luôn. Đánh được tên đầu, tên hai thì không đánh được. Giờ đang cố gắng thử sang con này xem đánh được không. Trẻ sang con drui, con drui này khả năng là chỉ cái là neo vô thì hơi thấp, con drui này neo vô thì hơi thấp hơn. Đó, full bộ đúng không. À, bắt đầu chuyện này, thứ nhất là trang này này, chuyện với trang trang này, trang xịn, trang này full update luôn, full update luôn. Chuyện trang này ra ở đây, chuyện mới sang cùi cùi ở đây, xem có trang nào, trang này những cùi, trang này này cùi cho xịn nhỉ. Trong đấy à. Chứ ơi cái trong cục cục ấy của em ơi. Đây là hình như xịn rồi, trong này xịn rồi. Cái này xịn rồi. Trong này chưa ngon. 24. 24 trái rất ngon này. Cái này cũng 24. Đó sao mà cũng tạm rồi. Và để lại 25 23 xem này chưa ngon. Này thì chẳng này cũng update luôn rồi. 55 xem này chưa update này. Này cũng chưa này. Cái này update rồi. Update nhưng mà trang này của em cũng update. Một này, hai này. Trang này ngon. Năm spell này. Cái này 26 26 28 cái này 27 30 chắc là hơn một tí.
Chẳng được. Anh vừa vào anh. Anh vừa vào phòng em. Trong này anh có rồi. Trong này không biết có ngon không. Hay một mớ chan. Xem cái tai này ngon hơn không. Tai tai củi. Sunstone này sao? 5, 14, 15, 14, 5. Này cũng thế. Cái này cũng 5, 14, 5. Cái này ngon hơn không? Sleep. Trang này của anh chờ. Hai để rui. Trang này không ngon lắm. Ochoga thì hơi thấp màu. Châu gà này, ở châu gà mắc luôn. Ở châu gà này gọi là ở châu gà mắc binh luôn. 500 máu. Mắc rôn. Cái ở châu gà này như nó rôn từ 100. Từ 100 đến 500 máu. Thế mà farm được quả 500 luôn. Thêm cái này nữa. Cái này máu nhiều phết đấy. Chính là cái này của em chưa ngon luôn á. Cái này mà ngon thì cái này của anh bao nhiêu máu. Cái này của anh hơi tập nhẹ. Cái này của em còn cùi nhá. Ôi nhưng mà cái này chưa mặc được. Cho 300 máu, 350 máu. Chưa mặc được. Chưa mặc được mi đen. Chưa mặc được nhá. Chưa mặc được. Tiếc quá nhỉ. Chưa mặc được thì hơi đuối đấy. Hơi đuối một tí. Capacit này ngon này. Trang chạy đó anh đi một lần là lấy được một lần này. Đúng rồi, con nói anh chạy lẹ. Nhưng mà như vẫn lên có được một tí gọi là nên có được một tí nên có tí đệ. Có tí đệ thì sẽ ok hơn này. Trang này của em gần mắc luôn à. Thiếu mỗi mắc phai. Umbaru của em cũng ngon hơn. Cái Umbaru của anh rồi, đây. Umbaru của anh chắc là cộng chưa hết. Umbaru của em là có update rồi. Cái này nó update thêm với cả cái gốt trên á. Cái con Spirit Gun á. Khi mà up đủ 20 cái Ascen này thì sẽ up thêm cái trang Spirit Gun á, ép cái trang này. Cộng được tối đa được thêm được 40 point mỗi loại hay sao. Nhiều lắm. Đây là cái trang Umbaru này. Ép đủ 20 cái Ascen xong rồi bắt đầu ép thêm cái trang
gót trên nữa. Hit recovery nó cao nên trúng độc cũng không mất máu à, đúng rồi. Cái máu nó hồi, cái lá nó hồi nhiều nhé, nó hồi nhiều nên là mình cũng không lo. Cha mày của anh thì không ngon mà cha này, cha này thần mắc hết rồi. Cái này thì vẫn thế, cha này sao em gì biết đủ rồi. Bây giờ chắc thì thiếu mỗi cái đấy thôi nhỉ, thiếu cái trong này đẹp chưa, 24 giờ xe 17 đấy, 16 vip. Này ngon hơn. Áp thêm cái cham nào? À, cái thêm cái cham, cái cham này nữa này. Cái cham này đang đang bị cùi quá này. Chắc là tí nữa. Mà không biết là cái kho đồ của em nó còn cái sự gì không nữa cơ. Giờ không biết là còn cái sự gì không nữa. Chắc còn cái lịt. À, chắc thì còn cái lịt này. Khó nhỉ. Tại vì thiếu cái trang này, thiếu cái trang này nên là sẽ bị thiếu mất một tí máu, chả không có ngon. Nếu mà thêm được cái trang đấy thì ngon. Chết à, cho đâu rồi. Đây đây. À vẫn chưa đổi à. Thôi đã đổi đã. Six pack này đã lấy đâu. Cảm giác cứ hơi chút thiếu nào nhỉ. Này có bị thiếu trang gì không nhỉ? Cây này có rồi, em vứt cha vào dương đi, toàn bộ em qua lấy về cho đỡ sót. Không cần đâu anh. Chắc là em không không ấy nữa đâu, vứt sang con này chơi cho sướng. Ơ hình như thiếu mấy cha liền mà. Đấy cha này đã lấy đâu. Không biết là còn sót ra nào không nhỉ. Cứ từ từ. Từ từ để xem còn sót cái nào. Cây này nè. Moon Spider. Cơ bản là ok luôn. Rồi. Rồi. Hiện tại thì cái thằng này vẫn thiếu cái trăm này, vẫn thiếu cái trăm này. Ủa 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 hình như mới đổi à, chết 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 chết, em mới đổi à, đâu phải nhỉ, hai đờ đuôi đúng rồi, à, hai đờ đuôi đúng rồi, đúng rồi đúng rồi, xem lại xem ok à. Nhẫn không phải trang, nhìn chung chắc là tương đối. Có cái là trang này, trang này hơi cùi nên 12 ca máu ngay, làm cái bình reset đấy cho nó tự tin. Thế nô không bao giờ bắt đầu mùa mới, hiện tại thì em chưa rõ nữa. Để em xem. Nhưng mà nếu mà có mùa mới thì nó sẽ thông báo ở trên trang, một là trên Discord anh ạ, trên Discord hoặc là hai là ở trên đấy, trên nó thông báo trên trang chủ à, trước khoảng 1-2 tuần gì đấy, chắc trước khoảng 1 tuần
Nếu mà có lịch thì nó sẽ thông báo trên đây, nhưng mà chắc là vẫn còn ạ. Hiện tại thì chưa có thông tin gì về mùa mới cả. Hiện tại thì chưa. Lại chưa có thông tin gì. Thường thì đây thì vừa đây như em nhìn không nhầm là bao nhiêu tháng 8 hay sao á, hai mấy tháng 8 á, thì em nghĩ là ít cũng phải khoảng 3 tháng, ít nhất là 3 tháng, nhiều hơn thì em không biết, nhưng mà ít nhất là cũng phải khoảng 3 tháng, ít nhất là cũng phải khoảng 3 tháng thì mới được. Thế em reset chưa nhỉ? Chưa reset này. Nào phát reset đã. Ui reset phát xuống còn 7k luôn. Dãi thật. Thứ nhất là máu đã. Nhớ không nhầm thì như cái nhánh này nó cho máu này. Có nhánh nào cho máu. Bonus cho trang Envid. Đấy. Cộng vào vào cái này có máu này. Guốc này có máu nhỉ. Guốc như quá có máu. Hình như có mỗi đồ ru à, gấu này như có máu này. Con này không biết có máu, con cú này. Con cú này như không có máu. Nhát chát. Này linh bay chắc cộng con này rồi, bốn nút sợi trang em vít này, si á, si có máu rồi, si có máu á, si có nào có máu anh, hai steel này là hút máu á, ba ven sai la hưu, thì em nghĩ là cộng nhánh này hợp lý nhất này, cộng nhánh này cho nhiều máu nhất này. Em nghĩ cộng những bia là cho nhiều máu nhất này. Cái này là cộng máu thẳng này, chắc chắn rồi. 7 máu, 4 lúc đép. Đép thì không cần, nhưng mà máu thì cần. Hai ta mắc máu. Máu cần. Ôn ôn vào cái này. Uầy, 2.700 máu. Được của nó. Cái này thì nó cộng cái gì đây? Hit boy. Cái này có cộng máu nhỉ? Cho phát à? Không không, cái này không cộng máu. Sai lầm tuổi trẻ. Cái này có cộng máu không? Cái này cộng tốc chạy này. Cái này có cộng máu không? Không cộng. Cái này có tốc tốc chạy 15. Không biết là mắc là bao nhiêu tốc chạy nhỉ? Hình như là không có mắc ra. Anh đang trong giai đoạn áp tràm lâu vậy. Đã bận quá, đúng rồi. Khách hàng gọi gì? Kệ anh ạ, thôi thi thoảng chơi tí thôi. Cứ công việc đã. Công việc đã, giải trí sau ấy. Con nào rảnh thì hắn chơi. Ui, được 42 tốc chạy. À đâu, 60. Thi thoảng thôi mà nhiều khi tối anh còn bận ấy, nên là thời gian anh chắc là hơi ít. Em nghĩ là sẽ cộng vào nhánh này, còn cái nhánh này hoài sao cha mấy chi không cộng được nhỉ, sao cha mấy chi lại không cộng được nhỉ? À anh chưa ăn được cái con nhiệm vụ này. Anh chưa ăn được cái con nhiệm vụ update này. Nên không cộng được vào cái chiêu kia. Người chắc là không sao, con này cần gì. Cộng vào cái nhánh. Ơi nhưng mà cái simpon này cộng bao nhiêu điểm nhỉ? Cái ná này nó hồi máu rồi. Cộng khoảng bao nhiêu điểm hợp lý nhỉ? Enemy Enemy Moon Speed Mắc Lai. Ơ cái này có máu hay sao này? Cái này như có máu rồi. Cái này có phía của Exit và Swell cơ.
Cái này có weapon đen. Ơ cái này không có máu à? Sao nó ghi mắc máu nhỉ? Vai company. Aura. Sao nó ghi mắc máu à? Chị lừa à? Từ từ. Thế là sao? Sao cái này nó ghi mắc máu nhỉ? Mắc máu 5%. Forest Aura. Summon. À, phải summon cái này lên. Đúng không? Mà nó chả thấy mắc máu rồi. Cho con này nó thoát cái. Chạy ra đây xong không được. Ờ ừ, được mang máu được, được 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 được. Thế nhưng mà phải ra ngoài cơ. Ra ngoài mới được. Được cái chiêu này được này. Ờ ừ, có mắc máu này. Không biết mắc được bao nhiêu. 19 à. Sao không nhiều lắm. Ờ à, được 12 ca máu này. Anh lấy cái của anh sẽ đỡ đi. Nó cho combat speed. Lấy cái gì hả anh? Lấy cái gì được combat speed hả anh? Cái này anh. Có một own skill nhỉ, Cham Umbaru á. À, em update. Đây là anh để ý là cái Cham Umbaru. Cham Umbaru của em đã update rồi. Anh biết cái charm speed luôn không? Tức là cái charm ở trong cái chỗ Teganze á. Cái charm này nó có tên là God Chain. God Chain này khi mà Kubea với cả charm Umbaru ấy sẽ được update. Nhưng mà cơ bản là lấy cái God Chain này cũng khó. Cũng rất là khó nên là phải đi mua. Khi mà anh đã update cái charm Umbaru đúng không? Cái charm Umbaru này anh nhét đủ 20 cái Ascent hoặc là 20 cái Runstone. Đấy thì anh sẽ được update cái Umbaru này. Khi mà anh đã update đủ 20 cái Ascent hoặc là Runstone thì anh sẽ phải Kubea thêm một lần nữa với cái Spirit World này, tức là cái God Chain đó. Cái God Chain này, trong God Chain này anh sẽ nhận được update. Đấy thì update nó sẽ được là một on skill với cả 40 hay là bao nhiêu ấy? 20 đến 40 thì sao? 20 đến 40 40 điểm này. Nói chung phải đánh xong con kia mới biết. Em đi mua mà nhưng mà em không nhớ lắm là bao cộng được bao nhiêu. Còn cái điểm này thì không biết có lên cộng nhiều không đây. Cộng nhiều thì được cái gì không nhỉ? 1% trên to avoid damage by level. Chả biết nữa. Cái này thì sao? Mắc đi. Cộng nhánh này. Cái này cho vít này. Ui cái này cho máu này nhiều không? Ui. Tạm lợm chưa? À nhưng mà phải biến gấu. Nhưng mình làm sao biến được gấu? Sao biến được không? Vấn đề là không thể biến được gấu. Cái này cho nhiều máu thật nhưng mà không biến được gấu. Ờ cái này có hit recovery này. 10 hit recovery mỗi bay level. 50% vip. Yes attack rate. Hợp lý chưa? Con này quá hợp lý luôn. Con này quá trâu. Cộng nhánh này quá trâu. Úi dồi ôi, cộng này nhiều vít lắm. Hợp lý. Cái này cộng gì đây? Hút máu à? Cho một điểm đi. Nice steel chắc là hút máu. Trang sai của á? Không, một on skill này á. Umbaru này không phải. Umbaru này của cái God Chain thôi. Giáp cái God Chain với cả Umbaru là được.
Để em tìm xem là có cái gốt trên không nhá, để cho anh biết cái trang này, này chắc là có, nó ghi cái gốt trên ạ. Để mình search thử, để em search thử cái gốt trên, không biết nó ghi trang đang thâu là gì à, xong nó ghi hết trang này, các loại trang mà. Nó ghi gốt trên à. Đây là gốt trên này. Một on skill. Cái gốt trên này nó cho một on skill nha. Với cả thêm được nhiều chỉ số lắm, nói chung là nhiều cái point lắm. Nói chung là cái gốt trên này cộng nhiều lắm. Nhưng trong đây nó không ghi rõ lắm. Không ghi rõ lắm là cộng bao nhiêu. Nó đi. Okay. Đó. Còn cái một ôn kêu mà anh bảo ở cái trang cycle á, cái đấy thì hiếm lắm, cái đấy mùa trước em farm ra được một cái đấy nó gọi là golden cycle cộng một ôn kêu với cả cái gì gì á, làm mắc máu hay mấy mắc máu á, dùng cái đấy ngon lắm. Tức là trong cái cycle á, nó có một cái cycle gọi là golden cycle. Cycle nó bé như kiểu là cái cycle, cái giống như cái small cycle á, nhưng mà nó đặc biệt hơn. Cycle ấy nó ép vào đây nó không mất. Tức là mỗi một cái trang này nó sẽ ép được một cái golden cycle. Và cái golden cycle đấy thì nó không mất cái requip level. Tức anh ép cái đấy vào đây thì không bị mất. Nhưng mà mỗi một trang nó chỉ tối đa là một cái golden cycle thôi. Cộng được một on skill với cả mấy phần trăm mắc máu ấy. Cái golden cycle ngon lắm. Nhưng mà đắt. 12. Ôi nhưng mà chết chết à? Em cộng ở đây để làm gì ta? Em cộng ở đây nhưng mà vấn đề là em có biến được đâu. Em cộng điểm vào đây nhưng mà vấn đề là em có biến được con gấu được đâu để em để được tăng máu ra. Vấn đề là có biến được đâu. Nhưng mà cái này có slow target này. Cộng vào thì nhưng mà cái slow target này cái vấn đề này là chắc là chỉ ở dạng gấu thì mới được ấy. Vấn đề là không biến gấu thì nó, vấn đề là không biến gấu thì không biến gấu thì làm sao được ta, biến gấu thì làm sao mà được. Cái này có đồ đi gen này. Na hiu cơ còn chưa này có cộng máu nhỉ, không cộng, không cộng. Giờ chỉ cần cái nào cộng máu thôi là cộng hết rồi còn đâu. Còn cái nào còn máu nhỉ? Em biết mà, nhưng mà ý em là không phải là bui gấu, mà em đang muốn bui con này nó làm sao cộng điểm này nó tối đa máu nhất có thể. Nhưng mà bây giờ ấy, con gấu thì biến gấu được ấy, thì nó hay cộng rất là nhiều máu, nhưng mà vấn đề bây giờ em đeo cái bộ này thì em lại không biến được con gấu. Thế nó mới toàn cầm cái bộ này thì lại không biến được con gấu. Cái này là cộng skill gấu thì không để làm gì cả. Nhưng mà để em tính em nhé, em thử cộng xem là vào cái chiêu này xem là có được hit recovery nhé. Hiện tại thì hit recovery đang là 142.
Thôi thì em đang test con của anh Thắng. Em test con của anh Thắng. 142 em cộng thử phát này xem có lên nhá. Xem có lên 10 hit được không nhá. Rồi. Em nghĩ là không lên. Không lên. Tại vì khi mà biến gấu thì mới được hưởng cái hit recovery gì này. Không lên, không lên. Toang lại càng toang. Khó nhỉ. Đúng rồi, phải hóa gấu mới được hưởng ấy. Thế mới khoai. Nhà không biết còn nhánh nào nó hỗ trợ cộng máu không. Chứ cái điểm này cũng không cộng máu à. Hunter thì cái này có cộng máu nhỉ. Xem thử phát nào. Cộng máu. Không cộng. Cái này sao? Cái này là hồi máu trên dây. Turing hit. Ừ, cái này đi. À, được con gấu à. Con gấu này cũng chả có tác dụng này. Beer Company. Không có chiêu nào cộng máu nhỉ. Con này cũng chả có. Con này cũng phải biến cơ. Khó. Chứ nha, con này chỉ được cái tốc chạy thôi. Tốc chạy với cả hồi máu. Chứ mấy cái cộng máu thì cũng hơi hạn chế. À, muốn cộng máu thì phải biến cơ. Biến thì lại không biến được. Chắc là cứ tạm giấy đây. Tại chạy nhanh chạy tương đối nhanh rồi, cha cũng tương đối ngon rồi. Ui, 90 90 90 elemental deceit 400%, mắc elemental deceit 15%. Trong cái bộ đồ này chất nhỉ, mỗi tội đẹp bằng không, nhìn quả căng nhỉ. 90 90 90 50. Căng đét. Phun máu xem được bao nhiêu. Thứ nhất là cái chan này chưa ngon. Cái chan này ngon nữa rồi. À, ngon nữa thì mới được nhiều máu. Cũng được 16k. Nhưng mà vẫn ít hơn cái con của em. Vẫn ít hơn con kia. Nhưng mà được cái con này có chiêu hồi máu. Con này hơn được chiêu hồi máu. Mark of the Will. Cái này cũng không không cần lắm, chủ yếu cho cần cái này, cần chiêu này và cần chiêu này, chiêu này và chiêu này để nó tăng máu thôi. Đó, chắc chắc thì thế thôi. Chiêu này rồi chiến. Heo ít ít máu hơn, ít máu hơn con Nick rồi em. Con Nick rồi em được được gần 17k. Chắc là do cái charm này thôi. Do cái charm này thứ nhất, thứ hai là anh vẫn level anh thấp hơn của em 10 13 level. Đấy, nên là cũng thấp hơn được một tí vít. Charm này của anh chưa ngon. Chan này ngon nữa thì chắc là lên được 17k. Thử đeo vũ khí khác biến gấu rồi đổi lại. Hợp lý đấy anh, đúng đấy anh. Ý tưởng sáng tạo. Hợp lý anh, hợp lý anh, chính xác anh. Em về làng một nè, con gấu thì đeo là cái gì nhỉ, sao mình không nghĩ ra nhỉ. Con gấu thì cần a xe. Ơi mà biến gấu thì nếu có đánh không nhỉ? Con gấu cần AC. À đang đầy, đang full rồi.
Ừ, hợp lý này. Nó lại hợp lý này. Được, được anh. Sáng kiến quá là hay. Hợp lý chưa? Hợp lý đấy anh. Được, được. Sáng kiến này hơi hơi bị sáng tạo ấy. Là cộng full là ngày. Cộng mắc à? Dạ, em cộng mắc hết rồi. Em cộng mắc rồi. Cái chiêu biến con gấu này hợp lý anh. Được. Ghi nhận này. Ui dồi ôi, máu à. Máu nó nhiều thì thôi. Gà. Đấy. Em chết lại cả. Cái máu nó nhiều thật đấy. Life steal là hút máu nhỉ? Hay là hồi máu ra không rõ. Ui nhưng mà cũng nhiều thật. Nhiều quá đáng luôn. Biến lại. À đâu. Biến lại xem là hồi bao nhiêu. Ui nhiều máu. 18k. Ồ. Bao nhiêu? Vẫn 18k. Ui máu nó nhiều. Hút máu đúng không anh? Hút máu, là steel là hút máu. Nhưng mà em chắc là không không cần đâu. Không 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 cần hút máu. Tiếc là không có điểm này. Bây giờ cộng thêm 10 điểm này thì ta sẽ được ta sẽ được thêm tí điểm này đúng không nhỉ? Thử phát nào. 10 điểm này. Không, ta chỉ được thêm điểm này thôi. Mà cũng được, cũng thêm được tí máu cho nó. Biến lại. Làm lại ta. Ui tí nữa ra cộng nhiều lắm ấy. Cộng nhiều nhiều máu lắm ấy. Tí ra xem, tí ra thử thử ra ác này xem. Bao nhiêu máu? 19k máu. Sợ thật. Ôi chết rồi. Lại biến lại à? Boss xác định. Boss xác định luôn. Gần 21k máu anh ạ. Ui rồi ôi, này đỡ sao được. Đỡ sáng. Này boss. Boss hãi luôn. Ui, nhiều máu thật đấy. Nhiều máu này không biết có bị sốc đam không. Sốc đau. Gọi đệ mà anh. Ui nhiều máu này đánh con này chắc easy lắm ấy. Đã nhiều máu lại còn hồi máu nhiều nữa chứ. Đỡ sao được. Rồi, gọi đệ đây. Gọi đệ đây mà. Cái con này bây giờ cái con đen đen kia chả sợ nữa cơ. Ừ, còn quên không mua máu cơ. Mà chắc là không sao đâu, hồi máu nhiều này mà. Đỡ nào được. Đỡ nào được. Hồi máu nhiều chả no. Chả no. Rồi vào. Du mày. Hắn không sợ rồi. Biến gấu ít rồi cười con nó cao. Để em xem hết đi coi đi bao nhiêu nhé. 217.
Sốc làm sao được anh? Để em đi từ đấy là còn không chết mà anh. Không chết được, cái con đen đen kia còn chả sợ mà. Con đen đen này xem đỡ được bao nhiêu nhá. Không chết đâu, ui cũng cũng gần đài. Cũng lỗ đau phết. Nhưng mà không chết được. Lỗ cũng đau nhưng mà không chết được. Cũng gọi là đau. Nói chung là không xi nhê. Nhưng mà hết hết đệ rồi. Thằng này nó hết đệ không đánh được. Khỏi đệ đấy. Khỏi đệ ra mày. Rồi. Chắc nhà rồi. Xem hai cái chiêu búp này nó có dài. Chiêu này được 400 giây, chiêu này được chiêu này bao nhiêu? Chiêu này còn chả có thời gian luôn. Lại hết đệ à? Chưa gì hết đệ à? Sao dọn để từ từ đây. Thích nhanh quá. Thấy không? Vẫn vẫn hết máu chứ. Không hề đơn giản. Ăn một hai chiêu vẫn. Thế mà vẫn không kịp bay nhá. Cô rõ ràng để cái này vẫn không kịp bay. Đông quá vẫn chết. Chết rồi, lại biến lại. Mà không sao, cứ test thử em. Test thử không sao. Chết kìa. Cái đoạn mà nó triệu hồi là phải chạy nhanh anh ạ. Cái đoạn là bắt đầu nó triệu hồi rồi chạy nhanh, tại lúc đấy em đang chỉnh lại skill. Chứ cái đoạn là nó triệu hồi một đống con như thế thì vẫn chết bình thường. Chỉ là mấy con đen đen là mình không sợ nữa anh ạ. Lúc mà nó đặt mấy con đen đen này đây là mình không còn sợ nữa. Chứ còn cái vụ mà nó quay vào thì vẫn chết. Quay vào mà không chạy kịp vẫn chết. Đấy, mấy con đen đen này là gần như là không lo sốc đam nữa. Còn mà bị ăn quay là vẫn đi bình thường nhé. Đoạn nó quay quay này mà đứng ở giữa cái đám lính là không chạy ra. Đấy. Nhưng mà sao không bay được nhỉ? Đấy vẫn chết bình thường. Cái đoạn đấy em chuyển này bay hay là cứ đi bộ thôi nhỉ? Vẫn chết. Không bay kịp nữa vẫn chết. Vẫn đài rồi, tài rồi. Thằng ba mình ánh không cẩn thận rồi. Nhưng con này là mạnh hơn con kia nhiều đấy. Thằng ba là nhiều quá là mình đánh nháo đi nhiều hơn. Khỏe hơn nhiều như này. Kiểu khỏe hơn là mình cứ đi solo thôi. Mà solo nó đặt đau thật đấy.
cứ đánh từ từ, từ từ dỉa hết bọn xung quanh. Mỗi lần chết là nó lại mất cái kia. Anh cẩn thận lại. Khó nhỉ, khó trúng phết á. Chứ con này đánh là dễ nhất rồi, con này em nghĩ là dễ nhất rồi đấy, máu trâu như này rồi, còn không ăn được nữa là do mình thôi, không ăn được nữa là do mình đánh kém thôi. Trâu trâu lắm rồi, 20k là trâu lắm rồi, ăn hết hết nính rồi. Hết lính xung quanh đó rồi. Chết à? Đây gọi thêm mấy thằng đệ ra. Hết lính rồi, nó không ăn đam nữa. Cứ đánh từ từ không? Con này hồi phục là quá ghê rồi. Chúng mấy phát liên tiếp rồi. Đánh được anh ạ, như này còn không đánh được nữa thì, nhưng mà anh nhớ là cho cái gậy này trước thì mới biến được gấu, cầm cái cho này vào biến gấu nữa này, xong rồi anh bật F1 F2 lên là được đấy, vào đây là được 20 gần 21k màu, con kia thì gần 17k mà em vẫn đánh được mà, chẳng qua con này em đánh không cẩn thận thôi, đánh cẩn thận con này đánh dễ hơn con kia nhiều ấy chứ. Con này máu trâu chạy nhanh còn không đánh được nữa thì thôi. Con kia là đánh cẩn thận, con này đánh không cẩn thận. Con này anh không cẩn thận nhưng mà cũng khó chết lắm. Đây này, anh gần hỏng một ít item mới này. Đánh nhanh không bị hỏng anh ạ. Vậy nó thông báo gần hỏng cái nào ấy. Xem cái nào gần hỏng rồi. Cái này nó có độ bền á. Hỏng cái nào nhỉ? Vậy nó báo dần hỏng cái nào á? Chắc là hỏng cái này. Nhưng mà vẫn đánh được, vẫn thể đánh được vài tơn anh ạ. Vẫn đánh được vài tơn. Chứ bây giờ mà đi lấy bộ này thì thôi mệt lắm ấy. Đánh khỏi bộ này thì hơi mệt. Vừa lé luôn à? Hảo ma nhỉ? Đấy, chạy nhanh cái lúc bọn nó quay này phải chạy nhanh, quay vào thì máu trời cũng không đỡ được anh ạ, nó quay vào thì không đỡ được, nó quay vào chạy luôn, anh đi lấy lại cái bộ này nào. Nhưng mà anh còn cái ấy không à, nhưng mà nó bị mất nhỉ, ao ra là bị mất mà đường đi lâu lắm anh, nhưng mà được mới được nửa bộ mà, mấy này thấp nhất mới được một nửa thôi, hoặc là vẫn còn khoảng được 4 trên 10 nữa.
vẫn còn khoảng độ 4 trên 10 chứ nó không phải là lát bét. À, chắc phải đánh được, chắc không phải được 5 tơn nữa nhỉ, chắc phải được 5 tơn đấy chứ em nghĩ không ít đâu. Anh cứ đặt chiêu này bên này là ăn được. Xong là dọn để lại một một hai con thôi, là một hai con lính thôi, còn không là dọn hết. Này của anh là trâu lắm rồi, nhiều máu lắm rồi, nhiều máu nhiều hồi phục nữa. Quầy là máu bao nhiêu cũng không đỡ được. Lại quầy. Quầy liên tục. Cứ đứng gần nó một tí là nó quầy. Lại quầy đi. Lại quầy đi. Chung là máu anh nhiều nên là gần như không sợ mấy thằng đen đen này nữa rồi. Mấy thằng đen đen này lỗ chắc được chục chục nghìn máu, được 10k máu. Rồi, bay vào đây. Bấu bấu. Chỉ em đánh xong con này anh đánh thử, chắc em đánh nốt con này thôi, em đánh nốt tên này em nghĩ bay. Nhưng mà con này sẽ hơn con kia này chắc, này dễ hơn con kia này chắc. Ừ, không cẩn thận là lại chết này, nhiều máu hơn, sống sót cao hơn, lại đỡ tốn. Từ nãy giờ em có ăn bình máu mấy đâu, gần như không phải ăn bình. Con này đỡ phải mua máu. Đã nó chưa hồi phục sẵn rồi. Con này không ăn máu. À, nó né được rồi. Ừ, sao? Em nghỉ mà, em sắp thì đánh, em chỉ la tầm 9 giờ thôi, em nghỉ rồi. Thế thôi. Trải nghiệm con boss này thôi. Còn bót kia nữa cơ, bót kia mới căng cơ. Còn con dưa slip nữa, con dưa slip khả năng là vẫn phải dùng con này, vẫn phải dùng con gấu này mới đánh được con dưa slip anh ạ. Ừ, không, có khi là em sẽ đánh con dưa slip bằng con của anh luôn. Con gấu này mới ăn được con dưa slip chứ con nép thì không ăn được. Con gấu này mới ăn được con dưa slip. Con sơ slip đồ nó phải ngon nữa rồi, đồ nó còn phải ngon nữa rồi mới ăn được. 21k máu này vẫn còn chưa ăn được đâu. Phải lên nữa, chắc em nghĩ phải tầm 25k đổ lên. Đấy là nha, mấy người có kinh nghiệm rồi, còn em chưa dám đánh con sơ slip này nào. Hoặc là tí nữa em sẽ vào thử. Có khi là cầm bộ đồ này vào thử luôn. Nhưng mà chắc không ăn được. Cầm bộ đồ này không ăn được, gọi là cầm bộ đồ này vào chơi chơi thôi. Bộ đồ này làm gì có đép đâu, không không đép này em nghĩ là không biết là có vào không. Đúng rồi, nhưng mà vẫn còn hơn con nép, ít ra con gấu này vẫn còn nhiều hơn con kia, còn con kia còn cộng tờ gì cũng không lên được 21k, con này còn lên được, con kia cộng tờ gì cũng không lên được. Con nép kia khô, nó máu nó thấp lắm này, không ăn được con nét. Con nét cảm giác không ăn được con dưa slip. Con này mới có cửa,
chúng mình khác rồi. Chắc còn vài tơ nữa thôi, cố lên. Cố vài tơ nữa. Thế mà nó né được kìa. Ui, chết rồi. Nó trúng kìa. Nó trúng ạ. Nữa. Con này đánh nhanh hơn. Đánh nhanh hơn con chim nhỉ. Không phải ăn máu quá gì. Chết rồi. Chưa chết kìa. Hảo chưa. Này chưa chết. Chết rồi, chết rồi. Xong. Cộng 1 all skill luôn. Nó lại là hợp lý. Chú thử coi xem thế nào, xem nó có gì đặc biệt. Để em ngó thử nha. Mày em không nhớ còn nhớ đường. Nói chung là con này bây giờ là ăn được rồi. Nói chung là ăn trong tầm tay được. Giờ thử con kia thôi. Mà cầm bộ này đi hơi liều. Bộ này đép bằng không. Được cái kháng cao nhỉ. À đúng rồi, kháng cao bây giờ thử thử đứng tanh con này xem nào. Ơ nhưng mà bây giờ đánh thằng này sao được. Cơ bản bây giờ đánh thằng này kiểu gì. Uầy. Đánh bằng chiêu gì bây giờ nhỉ. Sao để đánh với thằng này ra. Đánh bằng con gấu này à. Sửa đồ á. Cái đồ này như có sửa không anh? Nhà đồn không sửa được hay sao anh? Có phải không nhỉ? Nhà đồn như là không sửa được hay sao anh? Sửa được không? Xem sửa được nhé. Không sửa được ạ. À thôi, có khi là nên giữ gìn cái đồ này nhá. Bây giờ cơ bản là bây giờ không ăn được con này, ai vào giúp em. Bây giờ đánh con này kiểu gì? Dùng cái nào để đánh con này? Dùng cái nào ta? Chưa nào để ăn này. Đi tan ghép. Foodify. Foodify. Chiêu này thì sao? Chiêu này chắc được á. Dùng chiêu này có khi ăn được á. Ăn được. Gọi được, không gọi được. Chiêu này không gọi được. Free Fire con này chắc đến Tết. Cả bộ đồ này không có đam. Có mặc được bộ đồ chưa? Để em mặc cái bộ đồ kia cái. Vẫn mặc được may quá. Ừ mặc được nhưng mà ừ có skill. Vẫn mặc được. Skill đâu? Từ từ đợi tí. Đợi tí mày. Đây em, đây thay cái vũ khí rồi anh. Em vào em tăng cơ con kia nhá. Em vào em tăng cơ con kia chắc buồn cười lắm đấy. Hay nhất đâu.
Nhẫn đâu? Quả nhẫn là nhỉ? Hai nhớ là đây hai nhẫn này. Đây, đúng rồi. À, đi ăn trước à? Đúng chưa? Đúng bộ đồ này luôn. Em cầm cái này để em bắn đã. Gọi là skill đâu? Martin siêu. Skill đâu? Storm class. Sao kêu không dùng được? À, dùng được rồi. Khó thật sự. Biến con gấu mới được. Thay thay vũ khí ở ngoài. Thay kia. Quả sao máu tụt như này. Đâu à? Thằng ấy đâu à? Mày... Mày nhờn. Cầm bộ này vào đây tố hài. Cầm bộ này tố hài chắc đúng hay luôn đấy. Có khi con kia bắn không mất máu á. Xem con này đánh có mất máu không nhé. Vẫn mất máu. Vẫn mất máu à. Con này vẫn mất máu. Đứng gần là không mất máu. Nhìn hài với là ôi nhưng mà cẩn thận hỏng bộ quần áo mất đấy, chạy chạy hỏng bộ quần áo mất, không được hỏng mất bộ quần áo toàn anh cơ luôn, hỏng mất bộ quần áo mồi, chết 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 chết, đổi ngay đổi ngay. Đâu nhỉ? Em quên mất đường đi ở cái này à? Hình như là đi lên trên đó. Trước em vào đây như đúng một lần hay hai lần. Quên mất đường. Nhớ là như đi lên trên đây nè. Đây đây, hình như vào cái này. Không biết nó có phải đánh con nào không nữa. Đây đây. Đâu nhỉ? Đây không? Đây đây đây. Ừ, xong rồi đi đâu tiếp ta? Ừ, thay cái vũ khí. Nó vẫn phải thay liên tục. Xoay. Lên trên à? Lên trên, lên trên, lên trên. Đây rồi. Vẫn chưa tới. Đây đây đây. Ái da. Súng áp quá nhờ. Rồi. Uầy, nhìn trông căng ấy. Ui giời ơi. Đâu. Ôi giời.
Thằng đấy. Ui, đánh đau thế. Sai. Ừ. Được chưa? Ai. Xin lỗi. Xin lỗi. Ui, con này nó né cơ. Sao chúng? Cái gì á? Hình như chúng đột phá. Thôi em đánh thử thôi. Nhưng mà con này chắc là cần nhiều kỹ năng hơn đấy. Để mặc đồ khác vào đánh. Con này như em nhớ là cần cần magic DC thì ở cần cái gì nhỉ? Xem hướng dẫn nào, để hôm sau đánh tử tế. Kìa. Kể từ pack 1.2, Wish không còn trừ 200. Dĩ nên bản stack Magic Seed vẫn có tác dụng kháng Magic Dam. Yêu cầu với gear mắc máu có thể đạt hơn 2.000 máu. Bạn có thể dễ dàng ăn Seed để skill Wi-Fi chuột trái. Chuột trái để target. Chỉ cần né tier Magic và canh câu sau mỗi 15 giây là rồi. Sau khi câu trong 2 giây tiếp theo sẽ bung Nova đỏ, nếu đứng gần mà sẽ chết, nên bình tĩnh chạy xa nó ra. Hoặc nếu canh chuẩn thời gian trước khi câu tiếp theo, bạn summon vào gần người nó. Nova đỏ cú câu tiếp theo nó sẽ không bung, giờ không còn knockback nên đánh dễ hơn nhiều lần. Chris không còn chưa. Nói chung cứ càng nhiều máu càng tốt. Nói chung con này ăn được. Em có niềm tin con này ăn được. Đồ đạc nữa. Sau nghiên cứu đồ đạc. Em nghĩ đây. Sau nghiên cứu. Có một gui chuyên đánh con này luôn. À, chắc để hôm sau này. Có một gui. Nhớ có một gui mà. Có một gui mùa trước cũng là con đờ đuôi đi gấu này luôn. Này, bùi chuyên chuyên quýt. Đúng cái đồ như này là được. Vít mắt. Grab it from by skin sim point. 1 point ở đây, 2 point ở đây. Let's go then. Hunger. Này tăng vít này, tăng máu này, mắc máu này. Ui dồi. Cái này có một skill có 40% vít. Rốt vào. Cái này có 6% mắc máu, có regen. Cái này cũng có mắc máu. 3 món này crap. Rồi dùng cái này. Azure Ring hoặc Empty Glory. Tê Lan Dê, Bê Đàn. Mythic of 5 viên vít, 5 viên thì game. On run hoặc là Demon Stone. Viên ít mắc máu. Đánh được nhưng mà có khi là phải làm nguyên set này. Hoặc không cứ cầm con này cũng được. Nhưng mà em không biết là có ăn được không thì không biết. Chứ biết là ăn được không. Hoặc là phải làm nguyên cái set giống như người ta hướng dẫn này. Nguyên bộ như người ta hướng dẫn này. Để làm. Cần những cái đồ như này. Cái này cho 40% vít cơ mà. Nhiều dã man con ngam. 40% vít. Tám chưa? Cái này cho nhiều máu này.
này cần hai rôn. Cái này hai rôn. Cái này thì dễ rồi, cái này thì đơn giản, nhưng mà cái này thì ngon hơn. Để hôm sau nghiên cứu. Nhưng mà nghiên cứu thì căng ấy, không biết là có phải mua thêm đồ không. Nếu mà cứ xét này không thì hơi hoang mang. Vẫn đánh được, em nghĩ là vẫn có niềm tin. Hôm sau vẫn có niềm tin đánh được. Trông hơi toang. Hôm sau anh cứ nghịch coi cái set này đi. Đó, chắc em nghĩ. Ok,